Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Trong buổi chiều ngày hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2021, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em lại tiếp tục lên sóng và báo giá tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Trước đầu tiên là chiếc Mitsubishi Atra sản xuất 2017, phiên bản là số tự động máy 1.2 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 26A05993. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 355 triệu đồng. Hàng nhập khẩu nguyên trước từ Thái. Trang bị la răng đúc, trang bị túi khí ABS đầy đủ. Tư nhân chính chủ biển Sơn La, một mẫu xe gia đình các bác nhá, không taxi, không dịch vụ. Màn hình ca nồi đầy đủ, sơn xi màu đỏ, 355 triệu đồng. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2015, phiên bản là số sàn, máy 1.3 máy xăng, mang biển kiểm soát 18A biển Nam Định. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 298 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng quý đá sơn xi màu trắng ngọc trinh. Con này là bản G số sàn, máy 1.3. Vâng, đây là phần nội thất của xe các bác này. Nội thất ghế da màu đen, màn hình cam nồi đầy đủ. Tên tư nhân biển Nam Định, sedan 2 đầu, máy 1.3, 100 cây trước này tầm 6 lít xăng trên 100 cây số. La răng đúc 4 bánh. Tiếp theo đây là một mẫu xe Chevrolet Aveo sản xuất 2016. Phiên bản là số sàn, máy 1.5 máy xăng. Con này là biển Sài Gòn các bác nhá. Em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này sang tên thì trong một lốt nhạc các bác này. Với giá tiền 238 triệu đồng. 238 triệu đồng bao gồm hồ sơ và phí hỗ trợ phí sang tên cho các bác nhá. Đấy, bao sang tên cho các bác. Chevrolet Aveo sản xuất 2016. Một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Sài Gòn. Nội thất ghế lỉ nguyên bản, đầu đài nguyên bản. Màn hình cam nồi. À, con này chưa có màn hình cam nồi các bác nhá. Đấy, các bác thích lắp màn hình cam nồi thì em sẽ hỗ trợ cho. Xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện cụp xe. Sơn xi màu đen, la răng đúc 4 bánh, lốp dép rất ok. 246 triệu đồng, bao hồ sơ và bao sang tên cho các bác nhá. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Audi A6 sản xuất 2006, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2009, tư nhân chính chủ một chủ từ mới. Phiên bản là số tự động máy 2.4 máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Đức. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 338 triệu đồng một chiếc Audi A6 sản xuất 2006. Hàng nhập khẩu nguyên trước từ Đức các bác nhá. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Nội thất ghế da nguyên bản. Bô lăng 4 chấu, túi khí ABS đầy đủ. Tư nhân chính chủ một chủ từ mới, biển Quảng Ninh. Tiếp theo đây là một mẫu xe Mazda 2S sản xuất 2014. Phiên bản là số tự động. Máy của nó là 1.5, mang thương hiệu của Nhật Bản. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 338 triệu đồng cho một mẫu xe Mazda 2S số tự động quá nhá. Màn hình cam nồi, túi khí ABS, tích hợp trên bô lăng, gương kính chỉnh điện cụp xe nguyên bản. Tiếp theo đây là một mẫu xe Chevrolet Aveo sản xuất 2018. Phiên bản là số sàn, máy 1.4 máy xăng, mang biển kiểm soát 51G, biển Sài Gành 44716. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Aveo sản xuất 2018 các bác nhá. Ghế da trang bị 2 màu,
đầu đà nguyên bản theo xe, túi khí ABS đầy đủ. Tư nhân chính chủ màu biển Sài Gòn, 275 triệu đồng có nhá. Cho một mẫu xe trend về La Ravel. Sơn xi màu trắng ngọc trinh, trắng hơn cả ngọc trinh có này. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota, Toyota Vios sản xuất 2010, bản Nimo lân kịch đồ. Mang biển kiểm soát 14A, biển Quảng Ninh, màn hình cam nuôi đầy đủ. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 195 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota. Màn hình cam nuôi, màn hình Android các bác này. Nội thất ghế da hai màu, sạch sẽ đẹp đẽ. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng rất là ok các bác nhá. Toyota. Tiếp theo đây là một mẫu xe trend của Aveo sản xuất 2017. Phiên bản là số sàn máy 1.4. Trước này em đã rút hồ sơ được các bác nhá. La răng đúc, túi khí ABS đầy đủ. Trước này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. Ghế lỉ nguyên bản. Ghế lỉ nguyên bản theo xe các bác nhá. 265 triệu đồng cho một mẫu xe trend Aveo. Sơn xi màu trắng ngọc trinh. Số sàn máy 1.4, một mẫu xe gia đình các bác nhá, không taxi, không dịch vụ. Toyota Corolla Atis sản xuất 2008. Phiên bản là số sàn máy 1.8 máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. Toyota Corolla Atis. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhá. Chevrolet Aveo sản xuất 2015. Phiên bản là số sàn máy 1.5 máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Aveo, la răng đúc, túi khí ABS đầy đủ. Tiếp theo đây là một mẫu xe này là mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2011 các bác nhá, bản limo lân kịch đồ, lưng như e luôn. Mang biển kiểm soát Lào Cai, sơn xi màu vàng cát rất hot. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 209 triệu đồng, bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc các bác. Toyota thương hiệu Nhật Bản, 209 triệu đồng. Và tiếp theo đây là một mẫu xe này là mẫu xe Kia Forte có năm sản xuất 2009, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2010, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, mang biển kiểm soát Hải Dương. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 309 triệu đồng, 309 triệu đồng, bao gồm hồ sơ và vận chuyển toàn quốc các bác nhá, túi khí ABS đầy đủ. Dòng Kia thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế, sơn xi màu đen. Hyundai Accent sản xuất 2013, phiên bản là số sàn máy 1.4, hàng nhập khẩu, mang biển kiểm soát 17A07756. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 319 triệu đồng, 319 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá, máy 1.4, số sàn bản Blue, bản đủ, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe, 319 triệu đồng. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2014, bản E, số sàn máy 1.5, mang biển kiểm soát 14A11083. Trước này bên em đang chào bán với giá là 309 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá, sơn xi màu vàng cát rất là hot các bác nhá. Túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, cột xe nguyên bản. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá bản sedan hai đầu, máy 1.5, nội thất tươi mới sạch sẽ các bác này. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng các bác nhá. 309 triệu đồng. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios này, sản xuất 2014. Con này cũng bản E, sơn xi màu đen, tên tư nhân biển Hải Phòng, 15A.
72183. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 219 triệu đồng, bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuội đá các bác nhá. Thương hiệu Nhật Bản, la răng đúc, túi khí đầy đủ. Toyota Innova sản xuất 2007. Phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng. Trước này vừa mới cập bến cửa hàng các bác nhá. Hàng nóng hổi, vừa ăn vừa thổi. Giá tiền chỉ nhô 200 một chút. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova bản G, bản đủ. Tên tư nhân biển Hà Nội, bác là Hà Nội, Sài Gòn. Đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhá. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đầu đài nguyên bản theo xe. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhá. 242 triệu đồng cho một mẫu xe Innova bản G sản xuất 2007. Bên cạnh đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Hyundai Getz sản xuất 2008, tên tư nhân biển Hà Tĩnh. Con này trước có dịch vụ qua nhá, bây giờ ra tên tư nhân rồi. Trước này bên em đang chào bán với giá là 136 triệu đồng, 136 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Getz nhập khẩu nguyên chiếc bản hatchback một đầu, sơn xi màu bạc. Bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota, Toyota Vios sản xuất 2010. Phiên bản là số sàn, máy 1.5, máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 199 triệu đồng, bản Nimo lơn kịch như e luôn. Mang biển kiểm soát Linh Bình 35A, la răng đúc 4 bánh. Xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cục xòe các bác nhá. Còn đây là phần nội thất của xe này. Màn hình cam nồi đầy đủ. Toyota Vios sản xuất 2010, trước này vừa mới cập bến cửa hàng các bác nhá. 199 triệu đồng, bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác. Đấy, sơn xi của nó màu đen này, rất là đẹp các bác nhá. Daewoo Lalot sản xuất 2001. Một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng, giá tiền 58 triệu đồng. 58 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lalot bản sedan hai đầu, tư nhân một chủ từ đầu, mang biển kiểm soát hai củ lạc 88AH. Chỉ có 58 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Lalot này. Vâng, đây là phần nội thất của xe các bác này. Màn hình cam nồi đầy đủ các bác nhá. Đấy, tư nhân một chủ từ mới. Chevrolet Aveo sản xuất 2015. Phiên bản là số sàn, máy 1.5, máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng. 238 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Aveo, sơn xi màu đen, túi khí ABS đầy đủ, la răng đúc 4 bánh. Kia Morning sản xuất 2009. Bản SLX sản xuất 2009 các bác, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng 15A00055, với giá tiền là 212 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning, túi khí ABS đầy đủ, la răng đúc 4 bánh, la răng hoa mai. Dòng Kia thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế. Nội thất ghế da nguyên bản, màn hình cam nồi, 212 triệu đồng. Một mẫu xe Ford Transit sản xuất 2009, 160 triệu đồng. Một mẫu xe tải van, đăng ký 3 chỗ ngồi, thùng hàng kín. Toyota Innova sản xuất 2014. Phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 365 triệu đồng các bác nhá. 365 triệu đồng cho một mẫu xe Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuội đá, thương hiệu Nhật Bản. Sơn xi màu vàng cát, la răng đúc, túi khí đầy đủ. Toyota Innova sản xuất 2013, bản E số sàn. Một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hưng Yên. Với giá tiền 355 triệu đồng cho một mẫu xe Innova. Kia Carens sản xuất 2007, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2008, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Mang biển kiểm soát 29A, biển Hà Nội.
Bác là Hà Nội, Sài Gòn, đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhá. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carrera đăng ký 7 chỗ ngồi. Đây là một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ biển Hà Nội, đăng ký 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi các bác nhá. Nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Toyota Innova sản xuất 2015, bản E số sàn, máy 2.0. Đây là một mẫu xe gia đình mang biển kiểm soát Hòa Bình. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 428 triệu đồng. 428 triệu đồng cho một mẫu xe Innova. Bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2015. Con này là bản G các bác nhá, bản G lưng kịch như E luôn, lăng răng đúc túi khí ABS đầy đủ. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 385 triệu đồng. 385 triệu đồng bao hồ sơ và bao ship toàn quốc. Toyota Innova sản xuất 2015, bản G số sàn, máy 2.0, mang biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. 385 triệu đồng bao hồ sơ và bao ship toàn quốc các bác nhé. Đấy, mang tên tư nhân biển Hải Phòng, túi khí ABS đầy đủ. Toyota Innova sản xuất 2006, phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng, 238 triệu đồng. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhé. Bản này bản G, xe gia đình tư nhân chính chủ biển Hà Nội, 30F. Bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2012, phiên bản này là phiên bản số sàn, máy 2.0, máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 285 triệu đồng. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế. 285 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá. Một mẫu xe Ford Everest sản xuất 2011, phiên bản là số tự động, máy 2.5, máy dầu, mang biển kiểm soát 86A12275. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 428 triệu đồng. 428 triệu đồng cho một mẫu xe Ford Everest, gầm cao, máy thoáng, máy chất gầm chắc, côn số ngọt, số tự động, máy dầu một cầu quá nhá. Toyota Innova sản xuất 2012, bản E số sàn, máy 2.0, mang biển kiểm soát 30F68341. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 330 triệu đồng. 330 triệu đồng cho một mẫu xe Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng quầy đá. Bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2013, bản E xe gia đình tư nhân chính chủ biển Sài Gòn, hồ sơ cầm tay. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 375 triệu đồng. 375 triệu đồng cho một mẫu xe Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng quầy đá các bác nhá, thương hiệu Nhật Bản, túi khí ABS đầy đủ. Toyota Innova sản xuất 2014, bản E số sàn, máy 2.0, mang tên tư nhân biển Thanh Hóa các bác này, 36A. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 405 triệu đồng. 405 triệu đồng cho một mẫu xe Innova sơn xi màu vàng cát rất là hot. Hyundai Getz sản xuất 2010, đời chót, sơn xi màu đỏ, túi khí ABS đầy đủ, mang biển kiểm soát 30F37734. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. 168 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Getz, tên tư nhân biển Hà Nội các bác nhá. Bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Grammy 10 sản xuất 2016, bản đủ tư nhân chính chủ biển Thái Bình, 17A. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 298 triệu đồng. Con này là bản đủ các bác nhá, i10 nhập Ấn, bản sedan 2 đầu. Hyundai Getz, Hyundai Getz sản xuất 2010, bô lăng gật gù, mang biển kiểm soát Tuyên Quang 22A. 168 triệu đồng Hyundai Getz sơn xi màu bạc, bản đủ bô lăng gật gù. Hyundai Grammy 10 sản xuất 2016 các bác nhá, 2016. Phiên bản là số sàn,
máy của nó 1.2 bản sedan 2 đầu. Sơn xi màu bạc nguyên bản theo xe. Trước này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. i10 nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ các bác nhá. Một mẫu xe Trend Velvet Cruise sản xuất 2010. Phiên bản là số sàn, máy 1.6 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 240 triệu đồng cho một mẫu xe Trend Velvet Cruise. Thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Form dáng rất là đẹp. Bản sedan 2 đầu. Không bao giờ bị lỗi thời các bác ạ. Một mẫu xe này là mẫu xe Trend Velvet Captiva. Sản xuất 2008. Phiên bản là số tự động các bác nhá, số tự động. Máy của nó 2.4 máy xăng. Một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ biển Hải Dương. Trước này bên em đang chào bán với giá là 240 triệu đồng cho một mẫu xe gầm cao máy thoáng, máy chất gầm chắc côn số ngọt, máy số ngọt. Hyundai Grammy 10 sản xuất 2014 bản đủ, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng. Sơn xi thì màu trắng ngọc trinh, 225 triệu đồng. Toyota Wingo sản xuất 2018, phiên bản là số sàn, máy của nó 1.2, một chủ từ đầu các bác nhá. Trước này bên em đang chào bán với giá là 285 triệu đồng. Wingo bản hatchback màu đầu, sơn xi màu đen huyền bí. Một mẫu xe này là mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2008. Phiên bản là số sàn, máy 1.5, la răng đục 4 bánh, mang biển kiểm soát Hà Nội 30F. Một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 145 triệu đồng. 145 triệu đồng bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác. Một mẫu xe Toyota, Toyota Vios sản xuất 2009, bản limo lâm kịch đồ, la răng đục, gương kính chỉnh điện cụp xe. Trước này bên em đang chào bán với giá là 189 triệu đồng. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế, bản sedan hai đầu. Bên cạnh đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Kia Morning sản xuất 2014 các bác nhá. Số sàn máy 1.25, mang tên công ty biển Hải Phòng, sơn xi màu vàng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng bao hồ sơ và bao ship toàn quốc cho các bác nhá. Một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Dòng Kia thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhá. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Mazda 3S sản xuất 2009, phiên bản là số tự động, máy 2.0 bản full, mang biển kiểm soát Hà Nội 29A 80727. Trước này bên em đang chào bán với giá là 322 triệu đồng. Dòng Mazda thì máy móc nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhé. 322 triệu đồng một mẫu xe Mazda, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Hyundai Accent sản xuất 2012, phiên bản là số tự động, máy 1.4, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Trước này bên em đang chào bán với giá là 358 triệu đồng. 358 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Accent nhập khẩu số tự động. Số tự động các bác nhá. Máy của nó 1.4, xe rất là đẹp. Tiếp theo đây là một mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2010, số sàn máy 1.5 máy xăng, mang biển kiểm soát Hà Nội 30G. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 155 triệu đồng, bản sedan hai đầu, một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng các bác nhá. Sơn xi màu bạc. Toyota Vios sản xuất 2011, bản G, số tự động, máy 1.5, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 315 triệu đồng. 315 triệu đồng. R
rất là rẻ các bác nhá, rẻ như hạt rẻ luôn. 315 triệu đồng bao hồ sơ và bao ship toàn quốc cho các bác nhá. Sơn xi màu vàng cát rất là hot. Một mẫu xe Daewoo Gencha tư nhân một chủ từ mới, mang biển kiểm soát 17K. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 155 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Gencha thương hiệu Hàn Quốc bản sedan hai đầu, một chủ từ đầu, sơn xi màu đen. Toyota Innova sản xuất 2012, phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng, mang biển kiểm soát Lạng Sơn. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 315 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng quầy đá. Bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2014, bản E số sàn tư nhân chính chủ biển Hải Phòng 15A. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 398 triệu đồng bao hồ sơ và bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Dòng Toyota thì máy móc nó rất là lành. Đấy, một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Kia Carens sản xuất 2010, phiên bản là số sàn, máy của nó 1.6 máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Đăng ký 7 số ngồi, thương hiệu của Hàn Quốc. Toyota Innova sản xuất 2012 các bác nhá. Phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 282 triệu đồng cho một mẫu xe Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng quầy đá thương hiệu Nhật Bản. Túi khí ABS đầy đủ. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Innova nữa này. Có năm sản xuất 2014 bản G số sàn máy 2.0. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 365 triệu đồng cho một mẫu xe Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng quầy đá thương hiệu Nhật Bản. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Innova sản xuất 2006, phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng, mang biển kiểm soát 37A biển Nghệ An, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ, sơn xi màu đen huyền bí, với giá tiền 245 triệu đồng các bác nhé, bao hồ sơ và bao ship toàn quốc. Toyota Innova sản xuất 2007, phiên bản là số sàn máy 2.0, bản G bản đủ. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 252 triệu đồng, Innova sản xuất 2007 các bác nhé, số sàn, bản G, xe gia đình. Mitsubishi Zinger sản xuất 2009, phiên bản là số sàn, máy của nó là 2.4, tư nhân chính chủ biển Nghệ An, một mẫu xe gia đình, máy số zin, keo chỉ zin cả xe, 255 triệu đồng bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc. Kia Carens sản xuất 2009 các bác nhá, 2009, số tự động, máy 2.0 máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 292 triệu đồng bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác. Toyota Innova sản xuất 2015 các bác nhá, 2015. Bản G số sàn máy 2.0. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 385 triệu đồng. Form dáng rất là đẹp, form mới này. Mang biển kiểm soát Hà Nội 30G. 385 triệu đồng các bác nhá, bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc. Toyota Innova sản xuất 2007, bản G bản đủ, tên tư nhân biển Hà Nội, 255 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Innova, bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác. Nếu các bác không vận chuyển, em sẽ có thể bao sang tên cho các bác nhá, các bác không cần phải làm gì cả. Dịch bệnh này các bác cứ ngồi im ở chỗ, alo trực tiếp cho em sẽ đánh xe đến tận cửa nhà cho các bác. Toyota Innova sản xuất 2009, phiên bản là số sàn
máy 2.0 máy xăng. Con này là bản G, bản đủ các bác nhá. Với giá tiền là 275 triệu đồng. 275 triệu đồng bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác. Innova một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng quế đá. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa tổng hợp tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.